Đây. Vậy á. Anh đứng thổi lành thôi anh. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ xin mời mọi người cùng ngắm cảnh ở Bát Thước. Sau khi phái đoàn của họ nhà gái đưa dâu về nhà trai ở Bát Thước thì có dừng lại một cái địa điểm rất là đẹp. Đây nhỉ. Đây nước suối ngầm. Về Quan Hóa hay là về? Không, em về Quan Sơn đi. Quan Sơn à, đây đây để bà Phúc về ấy về xem. Dạ, vâng ạ. Đứng quay lên trên này. Người to ché tàu. Bố đầu anh. Đây đi. Đây. Em đứng ở giữa em này. Thấy cả được. 2 3. Về coi đi ông bảy ra khỏi chỗ. Tắm đi anh ơi. Tắm nào. Xuống tắm đi con. Nhảy xuống luôn. Nhảy xuống vì gì đâu. Đây là hình như ở xã Hạ Trung, huyện Bát Thước. Đây có những cây rong tảo. Đây là đoàn xe của nhà gái, một số là về trước. Đây là còn lại mấy xe ở lại để chơi này. Cấm đánh bắt cá khu vực này. Hôm nãy lúc đi vào thấy ở đoạn ngoài kia có rất nhiều cá. Lặn đi xem nào, xem có biết lặn không? Lặn ướt đầu cũng được. Lặn xem được bao nhiêu giây nào. Lặn đi cậu quay nào. Nhanh lên. Xuống tắm đi các bạn. Xuống bơi đi, nhanh lên. Đi cho lên Quan Sơn này, về Quan Hóa đấy. Rồi. Dạ. Em về Quan Sơn. Anh về đi nhá. Dạ. Em về Quan Sơn luôn. Ôi, con nhà mình nó bơi từ. Rồi nhá. Con nhà em là em bơi từ mầm non đấy. Tập cho nó quen. Xuống tắm đi. Mát mà. Đây là các thành viên phái đoàn nhà gái. Đây có một cái gốc cây rất là to này. Cây này cây si, cây xanh. Ở đây khu vực này họ cấm đánh bắt cá nhé mọi người. Nước rất là mát, nước chảy từ khe núi ra. Gọi là mó nước, rất là đẹp luôn. Rất là mát, rất là sạch. Rồi, xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người các clip trải nghiệm sau nhé. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nhé.
khu vực bên kia là khu vực tắm của chị em phụ nữ. Khu vực này thì nam giới. Đó là một quan niệm thôi, chứ còn tắm ở đâu thì tắm. Không muốn lên à? Hả? Không muốn lên à? Ô, muốn tắm tiếp à? Rồi. Đây xem mấy bạn nhỏ ở đây. Giờ người đâu mà nhiều thế? Đang đi cầu. Đây là cái ao họ tận dụng lấy nước từ tự nhiên. Rất nhiều cá luôn này mọi người.